Vâng, xin kính chào anh chị em cô bác. Chào mừng anh chị em cô bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Mù Mẫm của em trong ngày hôm nay. Nhân ngày 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ, thì em xin được gửi tới bà, các cô, các chị, các em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc các bà, các cô, các chị, các em luôn luôn hạnh phúc và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để cho những đấng mày râu như bọn em có được những cái tinh thần vững chắc để kiếm thật nhiều tiền mang về cho các bà, các cô, các mẹ. Ngày hôm nay trở lại với kênh cũng là nhân ngày 8 tháng 3 thì em sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cặp số nó mang đậm cái nét của 8 tháng 3. Đó là cái cặp 3883. Và tại sao em có thể khẳng định rằng cái cặp 3883 có thể là đẹp trong ngày hôm nay để cho mọi người tham khảo? Bởi vì những nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất là em sẽ chia sẻ cho mọi người những cái đường cầu bạch thủ và những cái đường cầu ăn hay nháy mỗi ngày để cho mọi người có thể thấy rằng những cái cầu chỉ ra cặp 3883 này đẹp trong ngày hôm nay. Và sau đó thì mình sẽ thống kê lại cái kết quả của những ngày 8 tháng 3 những năm trước, từ năm 2024 đến nay, và cho chỉ ra những cái điều bất ngờ gì thì mọi người hãy đón xem ở cái cuối đoạn video. Và sau đó là sẽ chỉ ra những cái tần suất thống kê đối với cặp 3883 trong những ngày gần đây và những cái điểm trừ đối với cặp 3883 trong ngày hôm nay nhé mọi người nhé. Thì đầu tiên thì em sẽ chia sẻ phân tích cho mọi người những cái đường cầu bạch thủ trước, và cũng giống như những cái video của lúc trước thôi, thì em sẽ thể hiện cặp 3883 này bạch thủ, đường cầu bạch thủ với hai màu, đó màu đỏ và màu xanh. Đường cầu bạch thủ màu đỏ sẽ chỉ ra cái cặp sẽ chỉ ra cái con 38 sẽ như này. Em sẽ ghép cái con số thứ hai của giải 3.6 và ghép với cái con số thứ hai của giải nhất. Những cái đường cầu bạch thủ này đã bắt đầu ăn từ 4 ngày trước đấy, và mọi người có thể kiểm tra lịch sử. Đây, đối với đường cầu bạch thủ màu đỏ này sẽ chỉ ra cái con 38 trong ngày hôm nay. Đấy là đường cầu bạch thủ màu đỏ. Còn đường cầu bạch thủ màu xanh thì sao? Cũng là chỉ ra cái con 83, và nó sẽ ghép những cái con số nào với con số nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sau đây. Chúng ta sẽ ghép cái con số cuối cùng của giải 5.2 này và ghép với cái con số thứ tư của giải 3.5 trong ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023, chỉ ra một cái con số, đó là ghép cái con số 8 và cái con số 3, và sẽ cho ra cái một cái con bạch thủ tương ứng được cầu màu xanh, đó là cái con 83. Đấy là hai cái đường cầu bạch thủ mà muốn chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay. Và mọi người có thể kiểm tra cái lịch sử cách đây 4 ngày trước để thấy hiệu quả của những cái đường cầu màu xanh màu đỏ này. Còn đối với đường cầu ăn hai nháy mỗi ngày thì bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 thì mọi người có thể kiểm chứng lại thông qua những cái kết quả của những ngày trước. Em sẽ chỉ ra cái cách ghép như này. Mọi người sẽ là ghép cái con số thứ tư của giải 3.5, tức là chung với cái con số ở trong đường cầu bạch thủ màu xanh. Đấy. Tức là ở trong ngày mùng 7 tháng 3 sẽ là con số 3 và ghép với con số thứ tư của giải 3.5, xin lỗi, tức là 3.4 trong ngày mùng 7 tháng 3 là con số 8, và từ hai chạm tương với đường cầu ăn hai nháy mỗi ngày thì sẽ là cặp 38 và 83. 38 và 83. Đấy, đấy là tương ứng với đường cầu bạch, đường cầu ăn hai nháy mỗi ngày nhá. Đường cầu đen chỉ ra cặp 3883. Đấy là những cái đường cầu, hai cái đường cầu bạch thủ màu xanh và màu đỏ, và một cái đường cầu màu đen là những cái đường cầu ăn hai nháy mỗi ngày, chỉ đều chỉ ra cái cặp 3883. Thì đấy là một phần thì em có thể khẳng định rằng cái cặp 38 đó mẹ đẹp thôi. Còn để mà khẳng định nó đẹp hơn nữa thì mọi người sẽ cùng tìm hiểu cái lịch sử của ngày 8 tháng 3 những năm về trước này. Mọi người hãy để ý lên trên mình. Để cho mọi người có thể rõ hơn thì em xin phép là xóa những cái gì mà em đã phân tích đi nhé, để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn. Và em xin thể hiện kết quả những ngày trước bằng cái bút màu đỏ thì để cho mọi người thấy là ở trong năm 2024 thì cũng ngày mùng 8 tháng 3 năm 2024 ấy, thì con cặp 3883 thì mọi người sẽ để ý lên trên mình, nó về con 38 này ở giải 3.4 này, tiếp theo là năm tiếp theo này
năm 2015 cũng ngày mùng 8 tháng 3 thì cặp 3883 15 thì cặp 38 không 3 không về, nhưng mà mọi người hãy để ý này, nếu mà mọi người xét cái bóng âm 8 sẽ là 5 thì mọi người sẽ để ý là có con 85 nó về ở ngay cùng cái con 83 ở trong năm 2014, có con 85 này, bóng của 8 sẽ là 5, chúng ta sẽ lấy bóng của 8 sẽ 5 ghép ghép 8 với 5 sẽ được con 85. Tại sao mình chỉ con 85, bởi vì tí mình sẽ nói cho mọi người cái điều bí mật này. Còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp năm 2016 này. Con 38, 83 nó không về nhưng nó về có con 85 ở 5.2 này. Chúng ta cứ nhớ cái con 85 để tí mình sẽ giải thích vì sao mà mình chỉ ra cái con 85. Tiếp tục di chuyển đến mùng 8 tháng 3 năm 2027 này. Thì con 38 nó về, cặp 38 tháng 3 nó về ba nháy này. Một nháy ở giải 3.5 này, một nháy ở giải 5.3 này, và một nháy cuối cùng là ở giải 7.2 này. Đấy. Tiếp tục di chuyển đến kết quả của ngày mùng 8 tháng 3 năm 2018 đây. Cặp 3883 thì nó về con 83 ở giải 5.5 này. Mùng 8 tháng 3 năm 2019 thì cặp 3883 thì có 83 nó về hai nháy, một nháy ở giải 6.1 và một nháy ở giải 3.6. Đấy, em xin thể hiện khoanh bằng hình vuông hình chữ nhật màu đỏ này. Đấy, mọi người đã thấy rất rõ rồi. Và năm 2020, những năm gần đây thì cặp 3883 nó có về hay không? Thì trong năm 2020 thì cặp 3883 nó không về, nhưng mà nó lại về con 85 này. Nó về con 85 này. Hai nháy, một nháy ở giải 4.2 và một nháy ở giải 6.3. Đấy là đối với năm 2020, còn năm 2021 thì sao? Đây 2021 tập cặp 3883 này chắc chắn nó sẽ về rồi, nhưng mà đây nó về ngay ở trong cái giải 2.2 này, và chuyển sang năm gần nhất đó là năm 2022 cặp 3883 thì con 38 này ăn ở giải 7.2, lại tiếp tục ăn ở giải 7.2 này và con 83 là ăn ở giải 2.1. Như vậy thì chúng ta vừa nhìn thấy lên trên màn hình rồi, kiểm tra kết quả từ năm 2014 đến năm 2022 thì cơ bản tất cả các năm nó đều về cái cặp 38 83, trừ trừ có 2 năm duy nhất, đó là năm 2015 và năm 2020 mà thôi. Như vậy thì xác suất về cái cặp 83 38 kết hợp giữa các năm và kết hợp giữa những cái cầu kèo bạch thủ và cầu hai nháy thì thấy rằng cái cặp 38 83 này có thể là rất đẹp. Và để cho khẳng định nó đẹp hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái bảng thống kê cái tần suất cặp lô tô trong những ngày gần đây. Em vẫn tiếp tục thể hiện bằng bút màu đỏ nhá, để cho mọi người có thể quan sát rất rõ. Đối với cặp 3883 này thì mọi người thấy rằng trong khoảng 7 ngày gần đây nhất thì cặp 3883 nó về rất là đẹp. Và gần đây nhất đó là ngày mùng 7 và ngày mùng 6 thì nó về hai ngày liên tiếp, và tần suất về thì cứ cách một ngày nó lại về cái cặp 3883 này. Đấy, xét trong cái 7 ngày gần nhất đấy, mọi người đấy để ý em sử dụng cái bút màu đỏ em khoanh hình chữ nhật hình vuông này này, thể hiện rất rõ những cái đường cầu rồi những cái tần suất về cái cặp 3883. Có một cái điểm trừ mà muốn chia sẻ với tất cả mọi người này, trong những năm gần đây từ năm 2021 thì mỗi khi về ngày hôm trước giải đặc biệt về 77 đấy, thì ngày hôm sau đấy thì cái cặp 3883, cặp 3883 thì nó sẽ về không thường xuyên. Nhưng mà đây là nó chỉ là một cái khía cạnh thôi. Không không thể để dám khẳng định hoàn toàn là nó không đẹp. Một khía cạnh trong cái tổng thể thì nó cũng không là vấn đề gì. Vừa nãy thì cũng có chia sẻ cho mọi người mỗi khi mà những năm mình lịch sử của những năm về trước ấy, thì năm 2015 và năm 2020 thì nó không về cái con 38, nhưng mà trong đó thì có một cái con mà nó sẽ thay thế con 3883, nó sẽ thay thế con 3883, đó là hai con số, đó là cái con 85 và con 36, tức là 36 và 5 8 thì nó đều có cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Tức là 5 là bóng âm của 5 sẽ là con số 8, và bóng âm của 3 sẽ là con số 6, và chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái con số bóng âm của hai con số này.
Đấy, để chúng ta ghép tạo thành những cái cặp xiên 2, xiên 3 cho phù hợp để mọi người chơi trong ngày hôm nay. Còn tập trung chính của em trong ngày hôm nay là vẫn là cái cặp 3883. Những cái chia sẻ này nói chung là nó cũng chỉ là mang tính cá nhân mà thôi, hoàn toàn không phải là khẳng định là nó sẽ về 100% trong ngày hôm nay. Và rất hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ mang lại nhiều sự tham khảo cho cộng người, để mọi người có những cái con số, tìm ra những cái con số phù hợp để mọi người đầu tư trong ngày hôm nay. Cuối cùng thì xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những cái video clip lần sau.